Kinh bên ngoài vách tường. Các ngạ quỷ đứng bên ngoài các vách tường và ở các ngã tư, ngã ba đường. Chúng trở về căn nhà của mình rồi đứng ở các trụ cửa ra vào. Khi nhiều thức ăn, nước uống, vật thực cứng mềm được bày ra, bởi vì duyên nghiệp của các chúng sanh nên không ai nhớ đến họ. Những người nào có lòng thương tưởng, những người ấy thường ban phát thức ăn, nước uống tinh khiết, hảo hạng, phù hợp, đúng thời đến các quyến thuộc như vậy. Vật thí này hãy thuộc về các quyến thuộc, mong rằng các quyến thuộc được an vui. Và các ngạ quỷ quyến thuộc ấy đã đi đến hội tụ ở chỗ ấy. Họ tùy hỷ một cách trân trọng về các thức ăn, nước uống dồi dào rằng mong rằng các quyến thuộc của chúng tôi được sống lâu. Nhờ vào các quyến thuộc mà chúng tôi được thọ hưởng. Việc cúng dường đến chúng tôi đã được thực hiện. Các thí chủ không phải là không có quả báu. Bởi vì nơi ấy không có trồng trọt. Việc chăn nuôi bò ở nơi này không được biết đến. Việc thương mại ví như việc buôn bán bằng vàng là không có. Các ngạ quỷ ở nơi ấy, những người đã chết, duy trì sự sống với vật đã được bố thí từ nơi đây. Giống như nước mưa rơi xuống ở nơi cao, chảy xuống chỗ thấp. Tương tự như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. Giống như các dòng sông được tràn ngập thì làm đầy biển cả. Tương tự như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. Họ đã cho ta, họ đã làm cho ta. Họ là các quyến thuộc, thân hữu, bạn bè của ta. Trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, nên ban phát sự cúng dường đến các ngạ quỷ. Sự khóc lóc và sầu muộn hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì điều ấy không đem lại lợi ích cho hàng ngạ quỷ. Cho dầu các thân quyến duy trì hành động như vậy, quả vậy việc cúng dường đã được dân cúng này được khéo thiết lập ở tăng chúng, lập tức thành tựu lợi ích lâu dài đến ngạ quỷ ấy. Việc ấy là bổn phận đối với thân quyến, và điều này đã được chỉ bảo. Việc cúng dường cao quý đến các ngạ quỷ đã được làm, và sức lực đã được trao đến các vị tỳ khưu. Phước báo được tạo ra bởi quý vị không phải là ít. Kinh bên ngoài vách tường.